Chúng ta tiếp tục với lại trận đấu thứ 5 của trận công đài thứ 2 đấu đài Mikati kỳ 70 giữa tay vợt Văn Công Thắng và đại chủ Hoàng Công Sơn. Tỷ số tạm thời là đang là 2 đều. Sang 5 không đều. Một không. Một đều. Gơ mới lại nó phải té nó mới ra bài. Một đều. Một hai. Hai đều. Ba hai. Hai bốn. Hai năm. Rồi. Năm ba. Qua. Ba bảy. Vậy. Đúng rồi. Tám bốn. Sáu tám. Bảy tám. Bảy tám.
số đã được cân bằng 8 đều. Và chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của trận đấu thứ 5, trận đấu bản lề để quyết định ai sẽ ưu thế hơn ở trận đấu 6. 8 đều. Giữ lại cái thế rồi. 9-8. Ừ, 80. Bắt qua. Và 11-8 cho ban công thắng xe đấu thứ 5.